trường đại học Thủ Tướng và hai thành viên của Đức Quang Trường, trung tâm bảo quản năm mới Trần Minh bất động sản Hoàng Kim. Mời hai thành viên Đức Quang Trường, trung tâm bảo quản năm mới Trần Minh bất động sản Hoàng Kim. Thank you.
trên bàn số 7 mời em Trần Triều Phương của Zona Dũng Cửu, Nguyễn Anh Dũng của Phú Thọ. Mời em vận viên Trần Triều Phương, Zona Dũng Cửu, Nguyễn Anh Dũng của Phú Thọ về bàn số 7. Xin chào bạn số 8, mời em cùng Phạm Công Huy,
Học viện Bóng bàn Hải Châu, Trần Trung Đức, câu lạc bộ bóng bàn Tiên Thư, và hai vận động viên Phạm Quang Huy, Học viện Bóng bàn Hải Châu, Trần Trung Đức, câu lạc bộ bóng bàn Tiên Thư và Hoàng Trung Đạt. Trên bàn số 8 là em Đồng Viên, Vũng Tuấn Anh, Đức Cộng Sản Hàng Tinh, Đàm Minh Quang, Quận Long Biên, và em Đồng Viên, Vũng Tuấn Anh, Đức Cộng Sản Hàng Tinh, Đoàn Minh Quang, Quận Long Biên, Đoàn Hồng Thái. Trên bàn số 4 và hai vận động viên Nguyễn Xuân Tân, câu lạc bộ bóng bàn Việt Nam 2 của Zola Dương Tử, và hai vận động viên Nguyễn Kim Tân, câu lạc bộ bóng bàn Việt Nam, và vận động viên 2 của Zola Dương Tử và bạn Hồ. Trên bàn số 2 là vận động viên Lương Hữu Duy của Hải Dương, Nguyễn Tiến Hoàng của câu lạc bộ Hoàng Mai, và vận động viên Lương Hữu Duy của Hải Dương, Nguyễn Tiến Hoàng của câu lạc bộ Hoàng Mai là số 2. Thank you.
Merci. Thank you.
Mẹ đánh tao thế tao quen, tao quen nhảy vào đánh nhau luôn. Thank you.
giỏi quá nhỉ. Thank you.